Series tìm hiểu về rượu vang trong 60 giây, phần 12, tiếp nối phần trước. Như mọi người đã biết, hệ thống phân cấp cũ sẽ tập trung chủ yếu vào thời gian ủ của những chai rượu để làm chỉ số chính cho chất lượng rượu vang của mình thông qua các thuật ngữ được ghi trên nhãn là Generico, Grenza, Reserva và Gran Reserva. Thay vào đó, Riura Consejo Regulador, Ủy ban rượu, đã quyết định công bố một hệ thống phân loại mới, tập trung nhiều vào hơn các đặc điểm độc đáo của từng vườn nho cũng như các kiểu hình vì khí hậu. Cụ thể là 1. Rượu vang từ Rioja có thể được gắn nhãn dựa trên 3 tiểu vùng chính của nó, Rioja Alta, Rioja Alavesa và Rioja Oriento, hoặc Đông Rioja, ban đầu được gọi là Rioja Baja. 2. Các cấp độ để chỉ mức độ aging vẫn được giữ nguyên là Generic, Grenza, Reserva và Gran Reserva, nhưng sẽ có thêm một cấp độ mới dành cho dòng Sparkling là Gran Añada. 3. Tên của các làng hay các khu đô thị tự trị giờ đây sẽ được phép in trên mặt trước của nhãn rượu Rioja. Tuy nhiên, Daily Wine khuyên bạn không nên cố gắng nhớ tên tất cả, vì có tới tận 145 nơi. 4. Rose Wine, hay còn gọi là Rosado tại Tây Ban Nha, sẽ được phép sản xuất có màu sáng hơn. 5. Một nhãn hiệu Sparkling mới với tên Espumosos, tương tự như Champagne, cũng được giới thiệu. 6. Các nhà sản xuất hiện có thể sản xuất rượu vang trắng từ một giống nho duy nhất dưới nhãn hiệu Rioja Blanco. Chi tiết hơn của hệ thống phân cấp sẽ như thế nào? Cùng đón chờ phần tiếp theo. Follow và thả tim cho Daily Wine Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé.